độc cái màn camera của em, nó còn quay nó còn không hết cái cày. Xin chào toàn thể anh em và bà con làm máy nông nghiệp. Hôm nay là 28 Tết, chuẩn bị gọi là những ngày cuối cùng của năm Hợi và chuẩn bị bước sang năm mới của Canh Tý. Anh em chúng tôi lên đường phục vụ bà con Kỳ Sơn, Nghệ An với cung đường 487 km, dàn cày phá lâm hạng khủng, hạng nặng cho máy 7500. 7500 hay 8000 hay 9000 anh? Máy 9000. Tất cả những các bác mà làm máy cày bé mà vào nhìn cái dàn cày này chắc hú hồn. Đến nông nỗi phải dùng đến máy nâng thì anh em biết rồi đấy, dàn cày nó nặng như thế nào. Chảo của Australia. Ê, USA. Chảo của Mỹ. Chảo Mỹ. Liên kết với lại Vũ Hải. Chảo của USA. Hãng đại diện là Osmonson. Osmonson. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Không biết là có kịp được về quê ăn Tết không? Đi đâu hết rồi? Mọi người đi sắm Tết rồi hết sao anh? Dàn cày hạng nặng phá lâm chuyên cày đồi. Lại mấy ông kia buồn cười hỏi mình. Em ơi, thế mấy con ốc này của em nó có rút vào không? Em chào mợ Huyền nhá. Người ta bây giờ là ở nhà với lại gia đình thì chui kiểu gì? Anh Hải à? Tính lên thì chơi kiểu gì? Nó xuống đường nhá. Xong bắt đầu là làm cái dây buộc vào đầu. Đường xa tí nữa anh đẩy kịch vào thùng xe cho em, cho nó nặng nặng đằng đầu tí, ở giữa xe ấy, chứ nặng đuôi lên mấy con dốc chết. Không. Của em 3,5 m. Con này hơn 2 m tí thôi. Con này được 2,4 m, 2,5 m căng. Con này á? Lên đường cho em về Kỳ Sơn, Nghệ An, biên giới Việt Lào. Dàn cày phá lâm 4 chảo. Cho máy Belarus 9000 mã lực. Một cái củ chảo của nó so với lại những cái dàn cày bình thường là 3.000 khênh.
28 Tết âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bước sang năm mới. Anh em chúng tôi lên đường phục vụ bà con Kỳ Sơn, Nghệ An. Dự tính là sẽ ăn Tết dọc đường vào ngày mùng 1. Rồi cái nhu cầu công việc nó bắt buộc cho nên là anh em chúng tôi phải lên đường. Tôi hy sinh cái Tết này ở nhà để phục vụ cho nhiều người. Ô chết anh ơi, không có dây nhỉ? Dây để buộc. Vâng. Anh bị móc vào đâu? Tí nó nằm ra. Ngon đấy. Nó nằm ra trong đất dựng lên được không? Này xuống là phải bung hết bạt ra. Giờ bắt đầu đếm đo cái này. Xong là máy xúc lùa gầu vào mới kéo xuống được. Ai chà, chào anh Minh Ngựa nhá, lâu lắm mới thấy xuất hiện. Tết đến đâu rồi anh Minh Ngựa ơi? Em năm nay là dự tính là ăn Tết ở miền Trung. Không hạ được là cái gì, thế thì ấy, thế thì em xin dừng livestream đây để hỗ trợ lên xe đã.